Xin chào các bạn. Mẫu tay ga Honda SH luôn là mẫu xe với thiết kế cực kỳ hiện đại và sang trọng. Chính vì thế, những món đồ chơi cho mẫu tay ga này cũng được thiết kế với độ thẩm mỹ rất là cao. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, đó chính là ốp bầu lọc gió hay còn gọi là ốp Boe chính hãng từ Zipac. Ốp bầu lọc gió hay còn gọi là ốp Boe trong suốt Zipac vừa là món phụ tùng, vừa là món đồ chơi trang trí cực kỳ thẩm mỹ cho chiếc SH của các bạn. Với thiết kế từ nhựa PC kỹ thuật cho nên khả năng chịu nhiệt và chống va đập cực cao. Ngoài ra, sản phẩm còn không ngồi, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Với thiết kế chống tia UV cũng như trong suốt, giúp chúng ta sử dụng bền bỉ và dễ dàng quan sát được lọc gió khi mà lọc gió bị bụi bẩn để dễ dàng vệ sinh và thay thế. Ngoài ra, có rất nhiều những màu sắc để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn chăm sóc cho sở yêu. Sản phẩm này gắn như zin cho SH đời từ 2013 đến 2018, bao gồm cả SH125-150. Sản phẩm ốp bầu lọc gió hay còn gọi là ốp Boe trong suốt chính hãng Zipac hiện đang có bán tại tất cả các chi nhánh của shop hai bánh với giá 420.000 đồng. Thì bên cạnh mình đây đang là sản phẩm ốp lọc gió hay còn gọi là ốp Boe trong suốt Zipac. Bây giờ mình sẽ tự tay để khui cái sản phẩm này cho các bạn xem được cái độ thẩm mỹ cao của cái sản phẩm ốp lọc gió hay còn gọi là ốp Boe. Thì đầu tiên khi chúng ta nhìn vào cái hộp thiết kế rất là đẹp và chắc chắn, phía bên ngoài có đầy đủ những thông tin giống như là hãng Zipac nè, dành cho những cái đời như là SH125-150i đời từ 2013 đến 2018. Bây giờ mình sẽ tự tay khui hộp để cho các bạn xem sản phẩm bên trong. Hộp được thiết kế rất chắc chắn nha các bạn. Đây. Khi mình dở hộp ra thì đầu tiên mình thấy được là ngoài cái hộp thiết kế chắc chắn thì cái Boe còn được bao bọc bởi một cái túi chống sốc rất là kỹ càng để tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Đây, trên tay mình đang là sản phẩm ốp lọc gió hay còn gọi là ốp Boe trong suốt Zipac. Thì điều đầu tiên khi chúng ta nhìn vào thì ốp lọc gió hay là ốp Boe này nó có thiết kế rất là nhựa rất là dày, nhựa PC kỹ thuật rất là dày. Và màu sắc của nó thì có thể nói là trong suốt để các bạn có thể nhìn thấy được phía bên trong cái lọc gió. Vậy mà khi lọc gió chúng ta bị dơ hay là bị bẩn thì sẽ dễ dàng thay thế được. Đó là một cái tiện năng. Ngoài ra thì cái ốp lọc gió Boe này có một cái lớp chống tia UV, cho nên chúng ta khi sử dụng thời gian dài sẽ không bị ố hay là vàng cái ốp Boe này. Và vì được làm từ nhựa PC cho nên là ốp lọc gió trong suốt Zipac có khả năng chịu nhiệt cũng như là chống va đập rất là cao. Sản phẩm này không mùi, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Và với thiết kế dày như thế này, tuy nhiên sản phẩm chỉ nặng từ 300 đến 400 gram. Ngoài ra còn rất nhiều những màu sắc để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được cho xe mình. Bây giờ mình sẽ gắn ốp lọc gió trong suốt Zipac lên chiếc SH150 để các bạn cùng tham khảo. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn ốp lọc gió trong suốt Zipac vào trong chiếc SH150 hoặc là 125 đời từ 2013 đến 2018. Thì dụng cụ mình chuẩn bị là bao tay, một cái vít ba ke để có thể mở ốc của ốp lọc gió. Bây giờ mình sẽ tiến hành dỡ cái Boe zin của xe ra. Thì cái vị trí chúng ta sẽ giữ lại là một cái ron cao su và một cái chụp phía bên dưới của Boe đây, chúng ta giữ lại những vị trí này. Tất nhiên là phải sử dụng lại lọc gió rồi. Thì trên xe có một cái ron cao su đây. Nếu chúng ta có làm rơi cái ron này, chúng ta gắn lại để tránh bị vào nước nha các bạn. Đây là ron cao su phía bên trong. Mình sẽ gắn lại lọc gió zin và bắt đầu tiến hành gắn ốp lọc gió trong suốt Zipac. Đây các bạn, cái vị trí này chúng ta sẽ gắn lại cái co zin của cao su khi nãy mình vừa tháo. Và gắn lại vị trí như cũ rất đơn giản, không cần phải che cháo bất cứ thứ gì. Các vị trí ốc đều khớp với vị trí của hộp Boe zin, cho nên các bạn không phải lo lắng về việc chế cháo khi gắn ốp lọc gió trong suốt Zipac. Các vị trí ốc rất chuẩn xác nha các bạn.
sau khi đã gắn hoàn chỉnh ốp lọc gió trong suốt siêu bắc vào chiếc SH150, thì với vị trí ốc chuẩn xác, chúng ta lắp đặt như zin, không cần phải chế cháo bất cứ thứ gì. Ở đây, nhờ thiết kế ốc lọc gió trong suốt, chúng ta có thể thấy được cái sự bẩn của cái lọc gió phía bên trong để mà chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh hoặc là thay thế. Thì cái ốc lọc gió trong suốt này chúng ta hoàn toàn có thể lắp đặt tại nhà hoặc ghé các chi nhánh của Sáu Hai Bánh, chúng tôi sẽ lắp đặt hoàn toàn miễn phí. Trắng hồng, trắng xám, trắng xanh, trắng đỏ, trắng trong, xám trong, xám hồng, xám xanh, xám đỏ. Và sẵn đây mình cũng xin giới thiệu tất cả những món đồ chơi chính hãng của Cbắc dành cho SH125, 150 và cả 300i. Món đồ chơi đầu tiên chúng ta có thể kể đến đó chính là mắt mèo phản quang. Đây là một món đồ chơi có thể nói có công dụng rất là tuyệt vời. Khi chúng ta di chuyển vào ban đêm, ánh đèn của xe khác chiếu vào sẽ phản quang ngược trở lại, giúp chúng ta an toàn hơn khi di chuyển vào ban đêm và xe khác dễ dàng nhận biết được xe của chúng ta. Món đồ chơi này có giá là 280.000 một cặp, có hai màu cam và màu bạc để các bạn dễ dàng lựa chọn. Món đồ chơi thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là kính chắn gió. Ngoài cái thiết kế cực kỳ thể thao, và với thiết kế kính chắn gió sẽ giúp cho chúng ta cản được một phần nào đó gió đi qua rất khí động học. Món đồ chơi này dành cho SH125 và 150 có giá là 400.000 đồng, còn SH300i là giá 450.000 đồng. Món đồ chơi thứ ba đó chính là tay dắt kiểu 300i dành cho SH125 và 150 với màu sơn đen mờ cực kỳ hầm hố. Giá của sản phẩm này là 400.000 đồng. Món đồ chơi cuối cùng chính là Oppo 300i chính hãng Cbắc dành cho SH125 và 150, gắn vào như zin với đầy đủ bát ốc. Với thiết kế to hơn, che chắn được phần bô tốt hơn để giúp bảo vệ bô khi có xảy ra va chạm. Và phần thiết kế inox này tạo một cái điểm nhấn, ngoài cái sự đẹp đẽ hơn thì còn giúp chúng ta tránh bị phỏng khi mà sử dụng da quá nóng. Và giá của sản phẩm này là 750.000 đồng, đang có bán tại tất cả các chi nhánh của Sáu Hai Bánh. Vậy là mình vừa giới thiệu cho các bạn những món đồ chơi, trong đó có sản phẩm mới ốp bầu lọc gió hay gọi là ốp OE trong suốt dành cho SH đời từ 2013 đến 2018, lắp đặt như zin không chế cháo. Sản phẩm này có giá bán là 420.000 đồng, đang có bán tại tất cả các chi nhánh của Sáu Hai Bánh. Ngoài ra, các bạn muốn mua hàng online, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0938 82 0202 hoặc tham khảo tại địa chỉ website của chúng tôi sáu hai bánh.vn. Ngoài ra, Sáu Hai Bánh còn cung cấp nhớt, vỏ xe, phụ tùng chính hãng và đồ chơi xe máy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.